Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của em Hoàng Nhung Hải Dương. Vâng ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn một siêu phẩm. Một chiếc xe velo, xe thì rất là đẹp. Full carbon không tí vết. Xe thì được trang bị bộ group SRAM Red cao cấp. Trọng lượng xe thì rất là nhẹ, khung sườn full carbon, mới đến 99,9%. Xe này thì À, mới đi được 78 km và nó chỉ khác với chiếc xe mới đập hộp là không được bóc ở trong thùng nữa thôi các bác nhá đấy bóc đập hộp rồi ạ chi rất chi là mới ở trong video em quay như vậy thôi chị ở ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều xe thì có size của hãng là size 51 và phù hợp với các bác có chiều cao từ 1 m 70 đến 1 m 77 đi rất là vừa và đẹp ạ à, bác nào mà thích cái dòng xe này Phù hợp với sai số của mình thì có thể alo cho em theo số điện thoại 0989668195 hoặc nhắn tin zalo cho em. Bác nào ở gần thì em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Còn bây giờ thì em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo ạ. Đấy, một chiếc xe velo rất là đẹp, khung sườn rất là mới, rất là bóng Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì cửa hàng tuyển rất là kỹ lưỡng rồi Nên là các bác cứ yên tâm mua hàng Rất là mới, salam z đùi đĩa rất là đẹp ạ Bi đan cũng còn rất chi là mới các bác nhé Tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cường tuyển rất là kỹ lưỡng rồi Cả hình thức này, chất thượng lượng này, giá cả này Nên các bác cứ yên tâm mua hàng Khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ này thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe khi ở bên Nhật Em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn hàng chính hãng và nói không với hàng fake em đảm bảo cho các bác mãi mãi về sau này là hàng chuẩn rách tay từ Nhật về các bác nhé đấy các bác nhìn cái cái răng của cái đĩa này mà xem rất chi là mới mới không tỉ vết các bác nhá tem mát thì đầy đủ em sẽ quay cho các bác nhìn cái tem gầm gầm xe thì cũng rất là bóng không một gân gợn chảy xước nào các bác nhá long lanh lóng lánh luôn các bác ạ rất là xịn sò xe thì được trang bị thêm một cái hộp đựng đồ một cái cốc đựng đồ các bác nhá đây Em sẽ rút cái cốc vào cho các người nghe Cốc đựng đồ Gọng xe, gọng nước thì nguyên bản theo xe các bác nhé Tem mắc đầy đủ Xe có size của hãng là size 51 đây kia Tem của hãng là 51 đây nhưng mà hơi khó nhìn một chút các bác Vướng cái gọng nước này Đi theo xe thì có một chai nước chai nước xịn như chai nước của hãng luôn này, một đèn này và một đồng hồ của hãng này và một uh, cái mũ đội đầu rất là xịn sò tí chốc nữa em sẽ review phụ kiện kèm theo cho các bác ngắm xe về như nào thì em trả các bác như vậy có bị lỗi hay bị chảy sức gì em cũng sẽ báo ngay ở trong video cho các bác được rõ nên em sẽ quay thật chậm và thật chi tiết để cho các bác cùng ngắm thực tế đấy phanh sau sở z đồng bộ và nguyên bản theo xe rất là xịn sò các bác nhé thì các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng Chia sẻ bạn bè giúp em, em cảm ơn các bác rất là nhiều Đấy các bác nhìn rất là đẹp Xe thì uh, có size là size 51 Vành là vành uh, carbon Bontrager XXX6 các bác nhé, rất là xịn sò Rất là đẹp, rất là mới sau cũng là trục bon trục của hãng luôn các bác nhé thì em cũng báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo giá của chiếc xe này là rơi vào khoảng 270 triệu cửa hàng em thì có ship cốt toàn quốc và bao ship cho các bác các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ và em bao sản phẩm là sản phẩm chính hãng sản phẩm xịn bao hàng ẩn cho các bác mãi mãi về sau này các bác nhé đấy tem mác đầy đủ rất là xịn sò, cọc yên cũng cvlo của hãng luôn rất là đẹp yên là yên của hãng luôn các bác nhìn không yên không bị rách hay bị chảy xước gì đâu các bác nhé rất là mới đẹp long lanh luôn các bác ạ khung sườn thì rất là mới rất là bóng không có một gân gợn chảy xước nào các bác nhá đấy rất là xịn sò ghi đông bút tăng cũng rất chỉ là mới rất là đẳng cấp các bạn càng trước cũng rất là đẹp phanh trước sram Z, đồng bộ vào nguyên bản theo xe các bác nhìn thấy có long lanh không ạ rất là đẹp rất là mới Vành là vành Bontrager XXX6 các bác nhé Rất là xịn sò Vành bánh lốp lát tem mát đầy đủ các bác nhé Em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau Hàng về liên tục Bác nào mà thích cái dòng xe nào Sai số bao nhiêu khoảng giá bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin zalo cho nhà em cửa hàng em sẽ tư vấn cụ thể phù hợp với nhất với các bác có thể ạ đây các bác nhìn cái đồng hồ Garmin đồng hồ của hãng luôn và đồng hồ này là theo xe các bác nhé à, thực ra thì em không được không biết sử dụng cái đồng hồ này như nào em chỉ ấn lên để cho các bác ngắm thôi ạ Đấy. còn nguyên bản và rất là xịn sò các bác nhé tay cuốn tay phanh cũng của hãng luôn bon Chager không bị rách hay bị chảy xước gì đâu các bác nhá phanh trước sram tiết rất là đẹp các bạn mặt trái mặt phải đằng trước đằng sau đều không có một gân gợn chảy xước nào em sẽ quay thật chi tiết để cho các bác cùng tham khảo phanh trước chụp trước bon phục trục của hãng luôn các bác nhé khung sườn thì rất chi là mới rất chi là bóng các bác nhé bóng có thể xoay gương được ấy ạ tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe rất là xịn sò đùi đĩa này các bác nhìn không nhìn các bác nhìn thấy cái đĩa rất là mới các bác nhá có hai tầng đĩa tầng ngoài 50 răng và tầng trong là 37 răng những cái tem những cái ly lông này vẫn còn nguyên này chưa cả bóc luôn các bác nhá rất là mới độ mới rất là cao các bác đấy rất là xịn sò các bác nhá mới không khác gì đập hộp luôn các bác nhá tem mát vẫn còn nguyên bản theo xe các bác này vẫn rất là đẹp này Bidan cũng còn rất chi là mới các bác nhá cái răng của cái đĩa cũng còn rất chi là mới các bạn sang đĩa cũng rất chi là mới đấy Sram Z đồng bộ và nguyên bản theo xe một uh, chiếc uh, cvelo mới đến 99,9 trăm không tỷ vết rất là xịn sò đẹp lip để các bác nhìn đẹp long lanh luôn các bác nhìn thấy chưa ạ, rất là đẹp rất là đẹp các bác nhé đấy có 12 tầng lip các bác nhé đẹp long lanh luôn rất là xịn sò xe thì được trang bị bộ group SRAM ram red cao cấp nhất hiện nay khung sườn full carbon trục sau bon các bác nhé rất là đẳng cấp các bạn em sẽ quay thật chậm và thật chi tiết để cho các bác cùng ngắm xem có bị chảy xước hay lỗi thì không các bác nhá. Nhưng theo em thấy thì không có một điểm trừ nào các bác ạ Rất là xịn sò, rất là đẹp Đây là phụ kiện kèm theo xe Là một cái đồng hồ Garmin này các bác nhỉ 830 các bác nhé Đồng hồ xịn đấy các bác một uh, Một chiếc đồng hồ rất là đẹp một uh, đây là dễ giấy theo xe các bác nhé giấy tờ theo xe và một chiếc uh, mũ, chiếc mũ này thì rất là xịn sò, chiếc mũ này là cũng của hãng luôn, Italia, rất là mới, rất là bóng và có thể soi gương được nên là em cũng xin phép là không được không review chiếc mũ này các bác thông cảm nhá. Thôi em lại quay sang xe để cho các bác ngắm một siêu phẩm không tì vết full carbon. À, em quên mất em test thử cho các bác nhìn cái đèn này, đèn siêu sáng các bác nhé Đèn của hãng luôn, rất là xịn sò. Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết một siêu phẩm không tì vết, một uh, chiếc C velo một thương hiệu khá nổi tiếng. Xe thì uh, có size của hãng là size 51, xe được trang bị bộ groupsram red cao cấp. Uh, xe mới đến 99,9%. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng. Chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.